Rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong một thông tin sức khỏe của Đài Phát Thanh Truyền hình Hương Yên. Thưa quý vị và các bạn, thiếu máu do rất nhiều nguyên nhân và có thể là thiếu máu cấp tính hoặc thiếu máu mãn tính. Có thể từ nhẹ đến nặng, có thể là dấu hiệu của những căn bệnh nguy hiểm. Do đó, nhận biết sớm tình trạng thiếu máu sẽ giúp bạn kịp thời khắc phục tình trạng này. Thông tin được đăng tải trên trang sức khỏe và đời sống và trang tin tức 24 giờ. Đau tức ngược biểu hiện của bệnh thiếu máu máu không đủ đi nuôi cơ thể vì vậy trái tim sẽ phải làm việc nhiều hơn để có bóp thêm được nhiều oxy và khiến bạn thấy căng tức vùng ngực theo tạp chí của hiệp hội tim mạch mỹ những bệnh nhân bị thiếu máu có nhiều khả năng mắc bệnh về tim mạch hoặc thậm chí kéo theo tử vong cao chính vì vậy khi có những biểu hiện khác thường về tim mạch hay đau tức ngực nên lập tức đi khám tránh để nguy hiểm thiếu máu có liên quan tới suy giảm thính lực. Các nhà khoa học Mỹ đã chỉ ra mối liên quan giữa thiếu máu do thiếu sắt và suy giảm thính lực. Nhóm nghiên cứu đã thu thập thông tin liên quan đến tính giác của hơn 300.000 bệnh nhân. Khi dữ liệu được phân tích, nhóm nghiên cứu đã tìm ra mối liên quan suy giảm thính lực có liên quan đáng kể với thiếu máu do thiếu sắt. Nguyên nhân có thể là do lượng máu cung cấp tới ốc tai qua động mạch mê nhĩ rất nhạy cảm với tổn thương do thiếu máu cục bộ. Suy giảm tính lực có thể ảnh hưởng đáng kể tới chất lượng sống của người bệnh và vì những nguyên nhân gây nên tình trạng này chưa được làm rõ đầy đủ, nghiên cứu về các yếu tố nguy cơ mới vẫn đang tiếp tục được thực hiện. Biểu hiện sớm nhất của thiếu máu não là gì? Thiếu máu não là bệnh thường gặp ở nam giới, lứa tuổi trung niên và người cao tuổi. Các triệu chứng của tình trạng thiếu máu não rất hay gặp trong cuộc sống hàng ngày nhưng dễ bị bỏ qua. Đó là thường xuyên bị đau đầu, lúc đầu cơn đau xuất hiện ở một vị trí cố định sau đó lan ra khắp đầu, đôi khi cơn đau đầu dữ dội tới mức không thể tập trung làm việc hoặc ngủ không ngon giấc, rất, rất dễ dẫn đến mất ngủ triền miên gây mệt mỏi. Người bệnh rất dễ hoa mắt chóng mặt ù tai choáng váng, mất thăng bằng đi lại khó khăn dễ bị ngã. Đây là nguyên nhân làm cho người bệnh giảm trí nhớ, thậm chí có thể mất trí nhớ tạm thời. Một dấu hiệu khá quan trọng trong thiếu máu não là tê bì nhức mỏi đầu ngón tay ngón chân, tim đập nhanh, cơn bốc hỏa. Biến chứng nguy hiểm của bệnh thiếu máu não, thiếu máu não không phát hiện điều trị sớm tích cực đúng bệnh sẽ tiến triển không ngừng gây hậu quả nghiêm trọng như sơ hóa não, động kinh, Parkinson nếu xảy ra trong thời gian dài có thể dẫn đến đột quỵ, đặc biệt là nguyên nhân gây ra bảy tăng huyết áp, đột quỵ não là căn bệnh có nguy cơ tử vong cao đứng thứ ba sau hàng bệnh tim mạch, ung thư và được xếp đứng hàng đầu về tỷ lệ tàn tật. Nếu qua khỏi thường để lại di chứng nặng nề. Khi có hai trong các triệu chứng của thiếu máu não cần đi khám bệnh ngay để được điều trị kịp thời. Người bệnh cần tuân thủ theo chỉ định của bác sĩ. Cách phòng thiếu máu khi mang thai Theo nghiên cứu của Viện Dinh dưỡng Quốc gia, tỷ lệ thiếu máu ở phụ nữ tuổi sinh đẻ tại Việt Nam là từ 26,5% và 75% thiếu sắt ở phụ nữ co thai là do thiếu máu. Khi có thai cần chất sắt nhiều hơn để cung cấp cho thai nhi, nhau thai và tăng khối lượng máu của người mẹ, trước hết cần uống bổ sung ngay viên sắt axit folic liều lượng một viên một ngày từ khi bắt đầu có thai cho tới sau đẻ một tháng khi có thai ngay cả trong trường hợp bà mẹ cảm thấy sức khỏe bình thường không có nghĩa là không bị thiếu sắt hơn nữa kể cả không bị thiếu sắt đối với phụ nữ mang thai việc uống bổ sung viên sắt là điều cần thiết nhằm đáp ứng nhu cầu sắt ngày càng cao của cơ thể mẹ và con phòng chống thiếu máu dinh dưỡng do thiếu sắt bên cạnh đó cần cải thiện bữa ăn tăng cường sử dụng các thực phẩm dầu sắt lấy từ các loại thực phẩm siêu thực phẩm ngăn ngừa thiếu máu. Một số thực phẩm dễ tìm dưới đây sẽ giúp bạn thoát khỏi tình trạng thiếu máu. Thịt đỏ, thịt cừu, thịt bò và các loại thịt đỏ khác chứa hàm lượng sắt cao dễ dàng hấp thụ. Nó cũng là một nguồn tuyệt vời của vitamin B12. Người ta nói rằng can bò có hơn 600% cho nhu cầu sắt hàng ngày. Cà chua. Vitamin C là thành phần chính trong cà chua cùng với lycopene giúp hấp thu dễ dàng các chất sắt. Cà chua cũng rất giàu beta-carotene, và vitamin E, do đó có lợi cho sức khỏe tóc và da. Trứng là một nguồn dầu protein và chứa rất nhiều chất chống oxy hóa sẽ hỗ trợ việc tích trữ vitamin trong cơ thể khi đang bị thiếu máu. Một quả trứng to có chứa 1mg sắt. Những lợi ích sức khỏe từ trái bưởi sẽ là nội dung trong một thông tin sức khỏe ngày mai. Mời quý vị và các bạn cùng chú ý theo dõi. Một thông tin sức khỏe ngày hôm nay xin được khép lại tại đây. Thân ái chào, tạm biệt.